Thưa quý vị, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng. Hoan nghênh Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin sang thăm Việt Nam, chuyến thăm nước Đông Nam Á đầu tiên ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả thành công hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng Hàn Quốc đạt nhiều thành tựu kinh tế xã hội và đã trở thành quốc gia phát triển, có nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, lớn thứ 10 trên thế giới, đồng thời đạt nhiều thành tựu về quốc phòng, khoa học, công nghệ, văn hóa. Năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là chặng đường hai nước hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực và hướng tới đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Chính vì vậy, Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc có ý nghĩa trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ chia sẻ với người dân Việt Nam về những mất mát do bão lụt gây ra. Với những thành tựu đạt được, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Nhấn mạnh hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, Chủ tịch nước đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy hiệu quả, thực chất hơn với khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, hiện là 80 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài, cùng hợp tác, cùng phát triển. Chủ tịch nước cũng mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ ODA với quy mô lớn cho Việt Nam, cùng với đó là thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của mỗi nước. Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt 122 thợ giỏi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những tấm gương thợ giỏi tiêu biểu cùng 100.000 cán bộ công nhân viên của EVN có nhiều cống hiến thầm lặng mà lớn lao, không quản ngày đêm khắc phục mọi khó khăn, giữ cho dòng điện không ngừng chảy đến muôn nơi, góp phần quan trọng cho sự vận hành ổn định, tin cậy của hệ thống điện quốc gia. Chủ tịch nước đánh giá 20 năm qua, ngành điện đã có đóng góp toàn diện, to lớn trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh của đất nước. Đến nay, điện lưới quốc gia đã được phủ kín, với 99,8% hộ dân cả nước được sử dụng điện, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,52%. Ngành điện cũng đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ trong thời điểm thiên tai, lũ lụt, tín nhiệm của người dân với ngành điện tốt hơn. Chủ tịch nước yêu cầu EVN triển khai thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu, quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân, của Nghị quyết Trung ương 6 khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Thưa quý vị, trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cao việc hai nước duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác kinh tế thương mại ngày càng khởi sắc, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng năm 2022, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác lớn thứ 10 của Australia. Hai bên cũng nhất trí với việc phía Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho hoa quả tươi và thủy sản của Việt Nam, ngừng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm của Việt Nam và đẩy nhanh các hoạt động kiểm dịch, thông quan tại cửa khẩu. Đề nghị Australia khuyến khích doanh nghiệp Australia đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, viễn thông, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm chuỗi cung ứng. Đề nghị Australia hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Australia, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động và hòa nhập với sở tại.
Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Anthony Albanese ủng hộ lập trường quan điểm của ASEAN, chia sẻ quan điểm về việc cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực trên cơ sở lợi ích của tất cả các nước, thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đến chào nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong 30 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ nhằm sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, cá nhân và chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc và nước ngoài, đề nghị chính phủ Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm của chính sách về hợp tác phát triển, nhấn mạnh hợp tác lao động giữa hai nước còn nhiều dư địa, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ giúp Việt Nam đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động Việt Nam. Bộ trưởng Park Jin khẳng định, Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm không chỉ trong chính sách đối với ASEAN, mà còn trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc. Hàn Quốc luôn mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí về các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại buổi tiếp. Bộ trưởng Park Jin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như đối thoại, lắng nghe các doanh nghiệp Hàn Quốc và giải quyết các vấn đề khó khăn còn tồn tại. Coi đó là minh chứng cụ thể nhất về sự quan tâm của Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Hàn Quốc tăng cường hợp tác với ASEAN. Bộ trưởng Park Jin đề nghị hai nước hợp tác chặt chẽ trong vấn đề biến đổi khí hậu, khẳng định Hàn Quốc ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Cũng trong chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Matthias Coman nhân dịp tham dự các hoạt động trong chương trình Đông Nam Á của OECD năm 2022 tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ cho rằng OECD cần phát huy vai trò thúc đẩy sứ mệnh tư vấn chính sách và phối hợp chính sách vĩ mô toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ về cách tiếp cận giải quyết vấn đề của OECD phù hợp với Việt Nam và khẳng định Việt Nam ủng hộ các chính sách hướng đến mục tiêu phát triển chung của nhân loại vì lợi ích của người dân, công bằng và tiến bộ xã hội. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác và tư vấn chính sách của OECD, sẵn sàng phối hợp với OECD cung cấp số liệu để có được các nghiên cứu, phân tích, phản ánh và tư vấn chính sách khách quan, đa chiều. Thủ tướng đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, quản trị rủi ro, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy các động lực phát triển kinh tế như tiêu dùng, xuất khẩu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng năng suất, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như nghiên cứu giải pháp giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Tổng thư ký OECD đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trong chương trình Đông Nam Á, bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của Việt Nam hơn 30 năm qua, là một trong số ít nền kinh tế có kết quả phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 và triển vọng tích cực trong năm 2023, trong khi các nền kinh tế khác gặp nhiều khó khăn do lạm phát, khủng hoảng, năng lượng, lương thực. Tổng thư ký ấn tượng với chủ trương, đường lối, cách thức phát triển của Việt Nam. Mọi chính sách của Việt Nam đều lấy người dân làm trung tâm. Nhận định thành quả phát triển này cho thấy Việt Nam đã có chính sách hướng đi đúng đắn, nhất là việc chuyển hướng từ Zero Covid sang mở cửa, phục hồi kinh tế hiệu quả. Tổng thư ký chia sẻ, phương châm hành động của OECD, chính sách tốt hơn vì cuộc sống tốt hơn, cũng rất phù hợp với Việt Nam, cho rằng hợp tác Việt Nam-OECD là hợp tác hai chiều, hai bên học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm phát triển. Cam kết OECD sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển và sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phục hồi, cải cách kinh tế, hướng đến các mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Tổng thư ký cho biết, OECD sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á nhiệm kỳ 2022-2025 và thực hiện chương trình hành động triển khai bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026.
nhân dịp ngài Ahmed Nawab Al Ahmed Al Sabah được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng nhà nước Kuwait. Ngày 18 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến ngài Salim Abdullah Al Jaber Al Sabah nhân dịp được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao nhà nước Kuwait. Chiều nay, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, hay còn gọi là Đại học Việt Pháp, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước kỳ vọng qua 13 năm thành lập và phát triển, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng trường, trở thành một trường đại học nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ đối tác chiến lược thực chất và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Đây là địa phương đã hứng chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Do ảnh hưởng của bão số 5 và đợt mưa từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhiều tuyến đường, đặc biệt đoạn km 7 cộng 745 đến km 7 cộng 900 dài 155m, mặt đường bị lún sụt nghiêm trọng, sâu khoảng 3m, ăn sâu vào mái ta luy dương khoảng 100m và đang có hiện tượng tiếp tục sụt trượt. Giao thông đi lại giữa Việt Nam, Lào qua cửa khẩu quốc tế La Hay ách tắc hoàn toàn. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục, phấn đấu trong 3 ngày sẽ thông tuyến. Phó Thủ tướng nêu rõ tinh thần tập trung lực lượng để khắc phục sự cố thông xe càng sớm càng tốt, đồng thời cần lưu ý trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công nhân, bảo đảm chất lượng công trình. Đặc biệt quan trọng là đối với lực lượng nhà thầu, đối với công nhân mà thi công ở đâu thì phải có cái biện pháp và có cái giám sát để làm sao đừng để xảy ra cái tình trạng là chúng ta đang thi công khắc phục mà gặp mưa gió rồi lại xảy ra tai nạn, xảy ra chết người, xảy ra cái thiệt hại lớn hơn. Thì các ông chí duyệt phương án này, anh Thọ, rồi bảo đảm cái an toàn này, thế rồi cái tổ chức công trường này rất là quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị nhanh chóng khắc phục những điểm bị chia cắt trên địa bàn tỉnh, bảo đảm khôi phục giao thông vận tải thông suốt, chăm lo đời sống nhân dân. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng thăm hỏi tặng quà bà con khu vực gần điểm sạt lở. Phó Thủ tướng khẳng định luôn chăm lo đời sống cho bà con, không để bà con bị thiếu đói do chia cắt vì ảnh hưởng bão. Hôm nay, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và phát động giải báo chí tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất. Tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng, biểu dương thành tích, sự phát triển của Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng trong những năm qua. Đồng chí cũng chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã tham mưu xây dựng giải báo chí tỉnh Cao Bằng và phát động giải báo chí lần thứ nhất. Định hướng hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, đặc biệt là nghiệp vụ làm báo hiện đại. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng vì thành tích đạt được trong hoạt động hội. Thưa quý vị, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 10. Hôm nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc là dịp để hai bên trao đổi về những phương hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước trong thời gian tới. Hai bộ trưởng đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội mỗi nước, điểm lại những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong 30 năm qua và nhất trí áp dụng nhiều biện pháp nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới. Nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt, dành nhiều quan tâm hơn trong việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và phát huy tối đa các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương hiện có.
Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn quan tâm tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây, mong các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, kiên trì đối thoại có tính đến quan tâm lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, trong khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có buổi nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Nội dung buổi trao đổi về vấn đề chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã trình bày về những nội dung lớn trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và tình hình quan hệ song phương giữa hai nước. Cụ thể, sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ hai nước đã phát triển một cách đáng kinh ngạc trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, an ninh, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân, v.v. Đáng chú ý, quy mô kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2021 đạt khoảng 80 tỷ đô la Mỹ, tăng 160 lần so với 30 năm trước. Chiều nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Pierre-Yves Jaulet, Bộ trưởng Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10. Sau gần 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, từ năm 1993 đến năm 2022, hợp tác giữa hai bên ngày càng được thúc đẩy và mở rộng sang nhiều lĩnh vực với nhiều đơn vị thụ hưởng trên nhiều địa phương của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai các dự án thuộc cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Thường trực lần thứ 11, hiệu quả và thiết thực, nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như là ngoại giao công chúng, kỹ năng báo chí, công nghiệp văn hóa với các đối tác Pháp ngữ. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA cũng như phê duyệt Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU Việt Nam EVIPA. Thưa quý vị, với mục tiêu tìm kiếm cách thức nhằm khai thác tối đa các cơ hội thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Australia, vào sáng nay, chương trình kỷ niệm Sáng kiến Doanh nhân tiên phong Việt Nam và Australia đã được tổ chức tại Hà Nội. Sáng kiến Doanh nhân tiên phong Việt Nam-Australia là một trong những sáng kiến quan trọng trong chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Với mục đích thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư, hoạt động này tạo điều kiện tham vấn cho các ngành nghề, thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm và phát triển cơ hội kinh doanh, đồng thời báo cáo chính phủ hai bên về những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp đang đối mặt. Chúng tôi có một sự cam kết rất sâu sắc và đặc biệt khi sang năm là 50 năm kỷ niệm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Với nhiều mục tiêu để hướng tới, hai bên sẽ cam kết thúc đẩy mối quan hệ đầu tư tại Việt Nam và Australia vì lợi ích của người dân hai nước. Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, trong thời gian tới, Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục triển khai bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và OECD, đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội Việt Nam như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, logistics, kinh doanh nông nghiệp, tài nguyên và năng lượng. Đảm bảo quyền con người trong ứng phó biến đổi khí hậu là một trong các chủ đề trọng tâm của Việt Nam tại khóa họp 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Để hỗ trợ Việt Nam trong triển khai những nỗ lực này, hôm nay, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã công bố báo cáo về mối liên hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu. Cần áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người nhằm phân tích nghĩa vụ, sự bất bình đẳng và tính dễ tổn thương trong các chính sách và hành động liên quan đến khí hậu. Đây là một trong những khuyến nghị được các chuyên gia của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đưa ra trong báo cáo về mối liên hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu vừa được công bố. Báo cáo được UNDP tiến hành với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy, cũng đưa ra những khuyến cáo hướng tới Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 vào tháng 11 tới đây và thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không Việt Nam cam kết năm ngoái. Những khuyến nghị thiết thực của báo cáo là nội dung tiếp nối của hội thoại chính sách trong khuôn khổ hội thảo quốc tế do UNDP và Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng tổ chức vào tháng 7 vừa qua về những tác động của biến đổi khí hậu với việc thụ hưởng quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, được đánh giá sẽ hỗ trợ cho Việt Nam trong triển khai tích cực vai trò của mình tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Tiếp tục thông tin về cơn bão số 6, hồi 19 giờ ngày hôm nay ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ 10 đến 15 km/h. Trong 12 giờ tới, bão có khả năng suy yếu dần. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm các vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 10, 12, giật cấp 14, sóng biển cao 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét. Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Thưa quý vị, đến cuối ngày hôm nay vẫn còn nhiều trường học ở Thừa Thiên Huế còn ngập nước. Trong khi đó, tại những điểm trường nước vừa rút, các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và lực lượng quân đội, dân quân địa phương đã gấp rút dọn dẹp vệ sinh để có thể đón học sinh trở lại trường học. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đến sáng nay, toàn tỉnh có 51 trên 568 trường học vẫn còn ngập lụt, học sinh chưa trở lại học tập. Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đang yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện. Nước rút đến đâu thì vệ sinh trường sạch đến đó. Tại các điểm trường bị ngập lâu, ngành giáo dục huyện lên phương án dạy bù cho thích hợp đối với các em học sinh. Thưa quý vị, tại Đà Nẵng, kể từ khi bão số 5 đi qua, người dân và các cơ quan chức năng, lực lượng bộ đội, công an, tình nguyện viên đã chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường. Nhưng đối với những quận, huyện chịu nhiều thiệt hại của thiên tai như là quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang vẫn chưa thể khắc phục ngay, nhất là lượng rác thải ra môi trường. Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề của cơn bão số 5 vừa qua, nên lượng rác thải tăng đột biến. Mặc dù chính quyền địa phương, các cấp, người dân và công nhân thuộc các công ty môi trường đã khẩn trương tích cực tổng dọn, tuy nhiên hiện tại thì lượng rác thải tồn đọng vẫn còn rất lớn. Từ ngày 15 tháng 10, các công ty môi trường tại Đà Nẵng đã khẩn trương ra quân tổng dọn xử lý rác. Riêng công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Nội tại khu vực miền Trung là một trong những đơn vị đang đấu thầu tổng dọn vệ sinh môi trường tại quận Liên Chiểu, có gần 300 công nhân môi trường. Hơn 20 phương tiện xe chuyên dụng chở và xử lý rác đã liên tục tăng ca tới 22 giờ mỗi ngày, nhưng lượng rác thải sau mưa lụt quá nhiều, tăng gấp 10 lần so với trước bão nên chưa thể làm xuể. Cái lượng xe trung chuyển thì công ty đã dùng xe cơ giới, xe ben và xe múc bùn, đất cộng rác đã tăng cường hết cỡ, nhưng mà lượng rác hiện nay là mới thu được khoảng cỡ 60%. Toàn là người họ chở ra đây đổ ngặt chở không kịp. Người ta làm tới 1-2 giờ sáng cũng vẫn còn làm. Hiện nay lượng rác thải tại bãi rác Khánh Sơn tồn đọng rất lớn, ách tắc lượng xe vận chuyển. Do vậy rất cần sự chỉ đạo khẩn trương đôn đốc của chính quyền thành phố để sớm khắc phục rác quá tải sau bão. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền người dân cùng chung tay tổng dọn rác tại khu dân cư, tập kết rác đến các điểm trung chuyển, nhất là các ngõ hẻm, lượng rác nhiều nhưng xe cơ giới không thể đến thu gom tận nơi. Theo dự kiến, khoảng 3 đến 10 ngày tới, tùy theo khu vực bị ảnh hưởng, lực lượng chức năng mới có thể thu dọn dứt điểm hoàn toàn, trả lại cảnh quan đô thị như trước đây. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, lúc 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, một tàu cá của Bình Định đã đưa hai ngư dân trên tàu cá Khánh Hòa gặp nạn về trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn an toàn. Lúc 00 giờ ngày 14 tháng 10, khi đang đánh bắt cách bờ biển Nha Trang Khánh Hòa khoảng 100 hải lý về hướng Đông Bắc, do dông lốc, sóng đánh vào tràn các phương tiện gây chết máy, khiến cho hai tàu cá là KH97768 và KH90971TS bị chìm hoàn toàn. Đến 12 giờ cùng ngày, tàu cá BD91153TS của ông Trương Văn Phú, 38 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng đã tiếp cận cứu nạn thành công, vớt được 8 ngư dân bị nạn của hai tàu cá Khánh Hòa.